Xin chào quý khách của em đã trở lại kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Địa chỉ của cửa hàng Thành Hợp là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Hôm nay em có lên cho mình lô máy 12 cây nha mấy anh. Giá là 1 triệu 2 một cây trở lên và 2 triệu 7 quay về ha. Lô chữ hôm nay em lên là lô chữ K nha. Đó. Có là Tanaka nè, chữ A, Maru Yanma, Echo, hàng này cực đẹp luôn. Echo 220, Ryobi 26, Kyogit 253, Isaki trợ lực, Shindewa 241, Kyogit 2625, Gabop ha, Kyogit 260 chạy cháy 2 kim, Mitsubishi L 261, Honda GX 25 nha. Máy này zin toàn tập mà cực kỳ đẹp nha mấy anh. Rồi mấy anh coi cây nào phù hợp với mình thì chốt cây đó nha mấy anh. Rồi nhớ coi thì nhớ cho em xin một cái nút like như thế này ha, clip vô để anh em mình tương tác tốt ha. Và đừng quên, nhớ là đừng quên đăng ký kênh nha. Mỗi khi kênh lên sẽ hiện lên trang của mình nha mấy anh. Mấy anh mua hàng thì liên hệ giùm em hai số điện thoại nè. Số nhất là 0913136620. Số này có Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị. Mấy anh điện số này mà trùng cuộc gọi, mấy anh điện số bên này 0858256356 nha. Số nào cũng gặp em nha mấy anh. Em cho hẳn hai số công khai luôn, còn số khác là không phải em ha. Bên em nhà là nhận ship hàng toàn quốc, được xem hàng nổ máy trước khi nhận, đặc biệt em không có lấy cọc nha. Em bao phí vận chuyển tới nhà cho mình luôn, kèm theo 6 món phụ tùng. 6 món phụ tùng thì có là một cái dao dài nè, một cái lục giác 4, một cái tiếp mở bu ghi đầu dao, một sợi dây đeo. Ui da. Mũi nó cắn rồi nha. Con nào nói như là muốn hàng con trâu mà trời ơi. Đang nó. Một cái ổ cước 4 chấu ha, trong ổ cước này có dây cước cho mình luôn nha. Rồi một cái trắng cỏ nữa, mà trắng cỏ trên máy có rồi thì thôi, không có thì em sẽ bù trắng cỏ mới nha. Là 6 món phụ tùng mặc định bên em là cho như vậy. Còn đĩa tròn là như thế nào? Thứ nhất là nó là zin theo máy về. Còn mấy anh nào đủ 6 món lấy thêm đĩa tròn thì thêm giùm em 50 ngàn nữa. Còn không thì mình có thể quán đổi giữa đĩa dài, đĩa tròn và ổ đánh cước ha. Ví dụ mấy anh nói là cho anh lấy đĩa tròn, ổ cước, đĩa tròn, đĩa dài hoặc là hai cái đĩa tròn, miễn sao đủ 6 món cho mình thì thôi. Đó. Cái này là nhớt hai thì bên em bán thêm mấy anh ơi. Một bình này là 1 lít 100 ngàn. Mình pha theo tỷ lệ là 1 lít xăng, mấy anh pha giùm em 40ml nhớt hai thì. Mình lắc lên cho đều, mình đổ vô bình xăng lớn mình sử dụng ha. Mấy anh bóp ra nó qua nè. Một bình như vậy chỉ có 100 ngàn thôi. Có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng. Em thấy mấy anh mua máy của em nên mua nhớt thôi luôn đi. Nhiều khi shipper hay gia bác tử mình có cái mà mình pha để mình thử máy ha. Chứ nhiều anh cũng hơi gắt cái đổ xăng vô không à. Vậy cũng hơi máy cứ ngắt. Máy hết chạy em ơi. Shipper hoàng về. Đổ ra không có miếng nhớt nữa. Rồi máy hư em chịu. Đó, bây giờ mấy anh cứ mua nhớt đi ha, nếu có rồi thì coi em không ép, còn không có thì mấy anh cứ lấy đi, nhận máy nhận nhớt, không nhận máy trả nhớt thì cho em nha. Cái này là cái gom cỏ bên em bán thêm nha mấy anh, 100 ngàn một cái ha. Cái gom cỏ này công dụng của nó là cắt cỏ để gom cỏ để đỡ tốn đi cái nguồn lực, nguồn nhân sự một hơi là mình đi gom nữa đó, đỡ mất thời gian đó, mà chỉ có 100 ngàn thôi, sử dụng không biết bao nhiêu lần mà nó rất là dày ha. Ví dụ gom cỏ cao cũng được mà gom cỏ thấp cũng được. Gom cỏ thấp thì nó có hai cái bảng này, dưới đây nó dày nè mấy anh, nó rất là có lợi ha. Còn cỏ cao thì trên đây thì gom cắt qua gom cho trâu cho bò đồ ăn đó, nó có cái lợi là chỗ đó ha. Rồi em vô clip nổ, em nổ từng cây cho mình tham khảo nha. Ca một đầu tiên nha mấy anh ơi. Hôm nay em gặp một trường hợp mấy anh ơi. Một cây máy như thế này có bắt công tắc hẳn hồi, nhưng mà khi tắt khách ta không có tắt công tắc, mà người ta đóng len vậy nè, cho nó ngập xăng tắt chơi vậy. Vậy mục đích ta bắt công tắc là làm gì không lấy chân. Trời ơi, nhiều ông tôi không biết đường. Ngập xăng gì cái hơi sao nó hụp hụp em nó tắt rồi. Rồi giật hết chạy rồi. Vậy tắt kiểu này thì nó ướt bu ghi rồi, đánh lửa nó đâu chạy. Rồi đó là thôi. Rồi cây đầu tiên em like là một cây Tanaka nha mấy anh, mẫu đen phối với mẫu cam cực kỳ đẹp nha ha. Mẫu này zin 100%, mẫu này sáng sủa nha mấy anh. Bình xăng lớn là zin nè, bình xăng con cũng zin, chế zin ngang ngang quanh bà rồi nha. Đó, tôm liền tôm nhựa.
có chân trống hình chữ A rồi luôn ha, quá đẹp nha. Hai tay cầm nghe giữ nha, công tắc trên ghi đông, chữ O là tắt ở giúp trường là mở nha em anh. Trắng cỏ zin, đầu bò zin, cái đầu bò nó là có chén chống ngòn đầu ốc ha, chén chống quán cỏ, cái chén cỏ bự chà bá luôn, thấy máy ha, vậy chứ xịn sò nha. K1 32 ly 1.200.000, là em bao ship tới nhà 6 món đi kèm, lắp còn rất là đẹp nha em anh, xịn sò luôn nè. Nói chung mấy anh á, khi mà mấy anh chốt đơn trên máy sao là hàng cho đi y như vậy nha, nó có vấn đề gì em sẽ báo cáo hết, như bể ở đâu hay là mẻ ở đâu hay là nó bị cái gì đó ha, zin nó zin không nói không nha, cho nên mấy anh cứ an tâm chốt đơn ha. Rồi sang Maru Yanma. Maru Yanma công suất thì 20cc nồng 30 ly nha mấy anh. Mẫu máy này chạy siêu tiết kiệm xăng luôn ha. Cái mẫu này thì nó 20cc cho nên mình phát cỏ nhỏ cỏ mỏng nha, chứ không có đi mà phát hơi được nha mấy anh. Đó thì thay vì mình bằng cỏ tay nó mất thời gian mà nó mệt mà nó không có đạt được năng suất, thì đây chọn máy cái cỏ để phát rất là nhanh nha, tiết kiệm thời gian cho mình. Mình xăng lớn zin ha, máy này zin 100% luôn, chạy bền lắm nha em nha, chứ zin quanh bà rồ ra ngang ha, tôm liền tôm nhựa theo máy nha. Không tắt này, đây giữ hai tay cầm ha, đầu bò zin. Nói chung máy cắt cỏ dễ sử dụng lắm mấy anh ơi, ví dụ mấy anh mua về cho mấy chị xài mà lần đầu tiên mà chưa ai xài, các bạn Zalo đi em làm clip hướng dẫn sử dụng cho mình, về làm đi gan em đi, làm 1 phút 30 giây là nổ liền đó. Chốt đơn này thì K2 1.350.000 nha mấy anh, lốc dọc chữ mắt in Japan ha, đó sản xuất tại Nhật luôn. K2 1.350.000. Rồi em sang Echo 22, Echo quá đẹp nha. Echo dây giật trắng phiếu luôn nha các bạn. Bình xăng lớn zin ha, quá trời trắng đẹp luôn. Lốc máy nè, áo máy nè, quá trời sáng các bạn. Máy zin toàn tập nha, áo zin đồ luôn ha. Tum liền tum nhựa, quá trời đẹp luôn. 22cc 32 ly có chân trống nè nha các bạn. Cao hơn bình xăng lớn ha. Đó, chế zin quanh bờ rồ ra ngang nha. Máy này chạy siêu tiết kiệm xăng luôn ha, mẫu này là nhìn nó thể thao quá trời luôn. Hai tay cầm ga giữ, công tắc trên ghi đông, cái này đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha. Khi mà mình nhận hàng á là mình phải kiểm tra giùm em ha, nếu mà giật hoài không nổ thì để công tắc giùm em nha, đẩy lên mới mở nha em anh. Trắng cỏ zin, đầu bò zin, đầu bò vừa có chén chống quán cỏ, chén chống mòn đầu ốc luôn, lắp zin nè. Echo 221 ha, ốc cùm nè, lắp quá đẹp. K3 32 ly 1.400.000 cho Echo trắng nha. Rồi. Echo, Echo cam đời cao nha em anh. Mẫu này mẫu đời mới nha ha. Rồi mới cho nên cái bô khó nó tịch nghe bao sướng nha. Đó, chế zin ra ngang ha, bình xăng lớn zin, tôm liền tôm nhựa ha, 22cc. Hai tay cầm ga bóp zin ha, đẩy lên là mở, đẩy xuống là tắt nha. Trắng cỏ zin, đầu bò zin, đầu bò có chén chống ngòn nó, chén chống quán cỏ luôn. Ga bóp xịn sò ha, thích ga bóp mình chốt cái này nha em anh. Máy này chạy bao ngon luôn. Nó rất là giòn, rất là khỏe. K4 32 ly chịu bự nha, chịu bự. Anh chốt này nhớ không em, K4 nha em ơi. Rồi, em sang K5 Dewey, đại này có trợ lực nữa nha. Dewey 2620. Cái ưu điểm đầu tiên của con Ryobi này là nó có trợ lực nha, giật rất là nhẹ ha.
Rồi cái cây GUB này ưu điểm đầu tiên là trợ lực nha mấy anh. Bán rất là chạy ha, mẫu mã đẹp nha, rất là sáng luôn. 2620. Bình xăng lớn thấy trắng tư chưa? Quá đẹp, đốt máy vô khói nè ha. Rồi chạy chế thì chế nha mấy cưa. Tôm liền tôm nhựa nha. Xuất sắc luôn. Không bình xăng nè, bên em bán cho kiểm tra hàng mấy anh an tâm ha. Hai tay cầm. Đó, ga giữ nha. Ca gài. Đắp mở nè. Trắng cỏ viên đầu bò viên, lát gì? K5 34 ly 1.600.000. Kêu dít 253. Mở là đẹp. Kêu viết 253 ưu điểm đầu tiên là nó có xả cò nha mấy anh. Nó cái cây đó đó. Hỏi nó á. Nhớ. Xả cò là sao? Xả cò là giật rất là nhẹ nhàng nha mấy anh, giống như là phiên bản mà trợ lực vậy đó. Đời cao rồi đấy đó nè. Nhẹ nhàng ha. Cái này là cái cò nó bình thường chứ không có gì nha. Chạy chế piston ga chứ dinh thông máy ngay kia đóng le nè. Xong rồi mình mở le ha cho nó thông gió và chạy nha mấy anh ơi. Tum nhôm 260. Mẫu mẫu này ốc còn rất đẹp nha, máy sau cũng rất là sáng luôn. Đúng rồi ha. Công tắc zin. Hai tay cầm ra giữ ha. Trắng cỏ zin đầu bò zin. Máy này quá trời thức nó đẹp luôn. Mấy anh nào mà đang kiếm máy mà cắt cỏ rồi mình đấu cái đầu máy vô, mà đấu cái đầu bơm nước vô mình bơm đó, mấy anh chọn cái máy này đi. Hay bơm bao xa bao khỏe luôn. K6 1.600.000 nha. Bao ship tới nhà 6 món đi kèm. K7 Isuki kêu giết không? Ưu điểm đầu tiên của thằng kêu giết này là có trợ lực nha. Giật siêu nhẹ và nhảy nổ ha. Cái hai là chế zin, le đỏ tự động nha, anh đóng le mình lên ga nè. Nó tự nhảy mở lè ha. Đó, bình xăng lớn zin. Tung liền tung nhôm nha. Công tắc nè. Hai tay cầm. Ga hai chế độ nha. Nè, ga bóp nè, ga giữ nè. Đầu bò zin. Lắp zin nha, 27cc nha mấy anh. Trợ lực mà 27cc luôn. Có 1.7 triệu thôi. Mấy anh chốt này K7 giùm em ha, 35 ly nha. Rồi. K8. Shop xin đi qua nha. Máy chạy bao khỏe, siêu lại xăng, tiết kiệm xăng ha. Do chạy chế hai kim của anh Pro đàng hoàng nha em anh. Bình xăng lớn zin. Lóc có dập chữ xin đi qua luôn ha. Tum liền tum nhôm nha. Cái tum rất là dày, 241 nha em anh. Cái này có ốp lưng xin đi qua luôn. Cái cây này là K8 34 ly 1.800.000 nha. Cái giá này em ghi lộn nha em anh. Hai tay cầm, ra bóp zin ha. Đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mở nha, tay stop nè. Đầu bò zin nha. Đầu bò có chén chống mòn đầu ốc. K8 34 ly 1.800.000. Cho cây shop xin đi qua. 241. Rồi. K9. K10 là hai đời kêu giết hết ha. Viết đài cao mấy anh ơi, nổ quá trời đã luôn, nổ cực kỳ giòn ha, máy siêu khỏe. Cái ưu điểm đó là có trợ lực nha. Đó, trợ lực này trợ lực trả nghe mấy anh, giật rất là nhẹ luôn. Chế zin theo máy ga ngang ha. Tum liền tum nhôm nha. 2625. Cái tum nó có cái áo ngoài bảo vệ cái tum luôn, chữ eco luôn ha, hàng bao chất lượng xịn sò.
không cắt mút sơn gì luôn, rất đẹp. Hai tay cầm ra bóp zin ha, cái này đẩy lên là mở, đẩy xuống là tắt nha. Chán cỏ zin đầu bò, zin đầu bò có chén chống ngọn đầu ốc, chén chống ngón cỏ. Rồi mấy anh chốt cái này K9 giùm em, 34 ly, 2.100.000. Rồi kêu vít nữa, mà này 2600 nha. Không 34 ly trợ lực ha, giật siêu nhẹ nha. Những cái trợ lực mình kéo ra mình buông về và tự nhẹ nổ thôi. Chạy chế hai kim quanh bờ chế zin không máy em anh, máy chế này chạy siêu sướng luôn. Bình xăng lớn zin ha, tôm nhôm tôm liền nha, quá đẹp ha, xuất sắc. Máy lửa mà, máy lửa cho nên cực kỳ đẹp luôn. Cốp lưng nữa nè đó, hai tay cầm ra giữ, công tắc cũng trên di động ha. Chán cỏ zin đầu bò zin, đầu bò xịn sò nha, hai loại chén luôn ha, chén chống quán cỏ, chén chống mòn đầu ốc luôn. K10 34 ly cũng 2.1 ha. Rồi K11 Mitsubishi là 261 ha. Tắt mà nó còn lên ga đâu. Cái Mitsu này trợ lực nha mấy anh, 261 ha, chạy chế hai kim le đỏ tự động nha. Bình xăng lớn zin, máy zin toàn tập ha. Mẫu này nhìn nó gọn mà nó đẹp làm sao đó, tum nhôm nè mấy anh. Tum nhôm tum liền 260 ha. Rất là dày luôn. Có cái chân nữa nè, bảo vệ bình xăng lớn ha. Thông số này. Lắp dập mắt in da ban ha. Hai tay cầm ra bóp zin, đẩy lên là mở, đẩy xuống là tắt nha mấy anh. Xịn sợ chưa, đầu bò xe zin K11 33 ly 2.7 nha. K12 GS25 xăng zin nhớt zin, cây này còn rất đẹp nha mấy anh, áo zin đồ luôn ha nè anh ha, chạy hơi nhưng mà áo người ta rất là bóng và đẹp. Tôm nhôm 260 nha, nhớt 4 thì chế zin ra ngang nha. Hai tay cầm da bóp zin, tắt nè, mở nè, đầu bò zin, đầu bò hai chén, một chén chống quán cỏ, một chén chống mòn đỏ ha. K12 2.7 nha em anh, máy quá đẹp luôn. Rồi anh chúng ta liên hệ, chào và hẹn gặp lại nha, tạm biệt.